Tòa Giám mục Phan Thiết, 422 Trần Hưng Đạo, phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Thư mục vụ mùa phục sinh năm 2022. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý trùng sinh, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà, anh chị em trong đại gia đình giáo phận Phan Thiết. Anh chị em thân mến, chúng ta chuẩn bị bước vào tuần thánh được bắt đầu với Chúa Nhật lễ lá, tưởng niệm Chúa Giêsu lên Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua. Trong tuần thánh, giáo phận sẽ cử hành thánh lễ dầu để làm phép và thánh hiến các loại dầu được sử dụng trong phụng vụ, đồng thời cũng diễn tả một giáo hội hiệp thông qua việc lặp lại lời tuyên hứa trong ngày chịu chức của các linh mục. Đặc biệt, đỉnh cao của mọi cử hành phụng vụ là Tam Nhật vượt qua. Thứ năm tuần thánh, cử hành thánh lễ tiệc ly, giáo hội tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể, thiết lập chức linh mục và ban điều răn mới. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Thứ sáu tuần thánh, tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu để cứu độ nhân loại. Thứ bảy tuần thánh, cử hành canh thức vượt qua trong niềm hân hoan, tin tưởng và hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ được phục sinh với Chúa Giêsu. Vì vậy, chúng ta cùng nhau sốt sắng cử hành phụng vụ tuần thánh để tuyên xưng niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu đã chiến thắng những đau khổ và cái chết do tội lỗi gây ra, nhất là trong bối cảnh thế giới đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và chiến tranh. 2. Tiếp đến Chúa Nhật hai phục sinh, mời gọi chúng ta hướng về lòng thương xót của Thiên Chúa. Lòng thương xót của Chúa trải qua đời nọ đến đời kia và đạt tới đỉnh cao nơi Chúa Giêsu phục sinh. Nơi Ngài, Thiên Chúa muốn chăm sóc và tạo mọi điều kiện để tội nhân được trở về trong tình thương như bài tin mừng Chúa Nhật hai phục sinh diễn tả. Thay vì trách mắng Phêrô và các môn đệ đã bỏ rơi Ngài trong giờ tử nạn, Chúa phục sinh ban bình an và tiếp tục tin tưởng trao sứ vụ loan báo tình thương tha thứ cho mọi người trong quyền năng của Thánh Thần. Người lại nói với các ông: bình an cho anh em, như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Việc chân thành sám hối mà chúng ta đã khởi sự từ đầu mùa chay không ngừng thôi thúc chúng ta lãnh nhận bí tích giải tội để đón nhận tràn đầy ơn bình an và sứ vụ loan báo tin mừng yêu thương tha thứ của Chúa phục sinh. 3. Cũng trong mùa phục sinh, chúng ta cùng nhau hướng về Chúa Nhật, Chúa Chiên Lành để cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ trong ngày đặc biệt này. Cả giáo hội được mời gọi tiếp tục cổ võ ơn gọi để ngày càng có nhiều bạn trẻ dám dấn thân đi theo Chúa trong đời sống dâng hiến để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người. Cách cụ thể hơn, từng giáo xứ, từng gia đình cần phải trở thành vườn ươm gieo mầm ơn gọi, giúp các bạn trẻ nhận ra tiếng Chúa và đáp lại lời mời gọi của Ngài: hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Ai trong chúng ta cũng ao ước có được những linh mục thánh thiện và nhiệt thành phụng vụ. Bởi đó, ngay từ hôm nay, tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện và quảng đại đóng góp cho công tác đào tạo các linh mục tương lai tại chủng viện Thánh Nicola của giáo phận. 4. Mùa phục sinh năm nay ôm trọn tháng 5, tháng hoa kính Đức Mẹ. Kể từ sau lời trối của Chúa Giêsu với Thánh Gioan, đây là mẹ của anh, thì mẹ Maria đã trở thành mẹ của giáo hội và là mẹ của từng người chúng ta. Hơn ai hết, mẹ biết rõ ngọn nguồn những âu lo của con cái mẹ và hằng quan tâm tới nhu cầu của từng đứa con mẹ. Trong ánh mắt của mẹ, tất cả đều là những đứa con cần được che chở, yêu thương với tất cả tình mẫu tử. Bởi đó, trong tháng năm này, tôi mời gọi các giáo xứ có những sinh hoạt đạo đức để tỏ lòng yêu mến và sùng kính Đức Mẹ
như dâng hoa, rước kiệu, đọc kinh Mân Côi Liên Gia, học hỏi về Đức Mẹ. 5. Sau cùng, Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội lần thứ 56 sẽ được cử hành vào Chúa Nhật lễ Chúa Thăng Thiên 29 tháng 5 năm 2022 với chủ đề Hãy lắng nghe bằng con tim. Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh đến việc lắng nghe như là điều kiện không thể thiếu của đối thoại và giao tiếp. Nhờ lắng nghe, chúng ta mới có thể tiếp nhận lời Chúa và thấu hiểu nỗi lòng của anh chị em xung quanh mình. Vì vậy, cùng với mẹ Maria trong ngày lễ thăm viếng, mỗi người chúng ta hãy loan tin vui phục sinh bằng cách dành thời gian viếng thăm và kiên nhẫn lắng nghe những ưu tư, trăn trở của những người chúng ta gặp gỡ, đặc biệt những người lớn tuổi, neo đơn, bệnh tật. Làm như vậy, chúng ta đang góp phần tích cực vào tiến trình hiệp hành mà toàn thể giáo phận đang thực hiện. Cách riêng, tôi xin anh chị em cầu nguyện cách đặc biệt cho hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam kỳ 1 diễn ra tại Thái Bình ngày 25 đến 29 tháng 4 năm 2022. Ước mong nhờ lời cầu nguyện của anh chị em, Thiên Chúa ban tràn đầy ân sủng xuống trên các giám mục để các ngài dẫn dắt giáo hội Việt Nam theo đúng tinh thần tin mừng trong khi vẫn thích ứng với hoàn cảnh xã hội hiện nay. Nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Tà Pao, xin Chúa phục sinh, ban bình an cho từng người, từng gia đình, từng cộng đoàn và toàn thể giáo phận chúng ta. Chúa đã sống lại thật. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tòa Giám mục Phan Thiết, ngày 6 tháng 4 năm 2022. Đóng dấu và ấn ký. Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết.